Mới đây, một người đàn ông ở Phú Thọ được gia đình đưa vào bệnh viện huyện sau 30 phút bị rắn cắn. Bác sĩ nhanh chóng sơ cứu và lập tức chuyển tuyến trên cấp cứu. Cụ thể, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy Phú Thọ cho biết cơ sở này đã tiếp nhận 5 bệnh nhân vào viện cấp cứu sau khi bị rắn cắn 30 phút. Người nhà bệnh nhân cho biết, người đàn ông này đang ở nhà thì bất ngờ bị một con rắn chui vào cắn ở tay. Người thân đã chụp lại hình ảnh con rắn. Sau đó, 5 bệnh nhân bị đau nhiều vùng vết cắn nên được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, qua hình ảnh con rắn được gia đình cung cấp, bác sĩ xác định bệnh nhân bị rắn hổ mang, cấp cứu giờ thứ nhất. Người bệnh lập tức được thực hiện các sơ cứu ban đầu và chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục theo dõi và điều trị. Các bác sĩ cho biết, số người nhập viện do bị rắn độc cắn có xu hướng gia tăng vào mùa mưa. Khi bị rắn độc cắn, người bệnh sẽ đau rát tại vết thương trong vòng 15 đến 30 phút. Vết cắn sau đó có thể sưng nề và bầm tím, đôi khi lan rộng lên khắp cánh tay hoặc chân và gây hoại tử da. Ngoài ra, nạn nhân còn xuất hiện một số dấu hiệu khác như buồn nôn, khó thở, cảm giác cơ thể yếu dần đi, thấy có mùi vị kỳ lạ trong miệng, nói khó, mở mắt, khó thở, liệt toàn thân, loạn nhịp tim, thậm chí ngưng thở do liệt các cơ hô hấp. Do đó, việc sơ cứu khi bị rắn độc cắn rất quan trọng. Nếu sơ cứu không đúng cách, nạn nhân có nguy cơ bị hoại tử chi, nhiễm trùng máu, thậm chí là không cứu chữa được. Hạn chế rắn cắn thì đương nhiên là trước hết là mình sẽ phải không chủ động bắt rắn là một này, không chơi đùa với rắn này, không thể hiện các cái trò chơi hoặc là các cái hành động với rắn, và các cái mình phải phát quang xung quanh nhà các cái rễ cây bụi cỏ, và trong những cái trường hợp mà phải làm ruộng hoặc là đi ra ngoài cái khu vực mà rậm rạp thì mình nên đi găng, đi bốt cao và đeo có đồ bảo hộ. Đấy, trong trường hợp mà có bị rắn cắn thì thứ nhất là phải sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Đấy, từ cơ sở y tế gần nhất thì chuyển lên các cái tuyến mà có thể có các cái huyết thanh kháng nọc để điều trị cho bệnh nhân. Sơ cứu ở nhà thì mình sẽ rửa vết thương trước hết này, sau đấy là bất động bệnh nhân, cố gắng bất động bệnh nhân và băng ép thì mình không phải caro, thì mình không cố gắng rửa hoặc là làm các cái thủ thuật để hạn chế cái thời gian đưa bệnh nhân đến viện. Sau khi bị rắn cắn thì mình có thể mình vệ sinh tại nhà thì là có thể là rửa bằng nước sạch, nhưng mà không để làm mất thời gian để đưa bệnh nhân đến viện, vì là khi sau khi rắn cắn thì rất nhiều bệnh nhân có tình trạng là suy hô hấp do các cái nhóm rắn, đặc biệt là rắn cắp nong, cắp ni và rắn hổ chúa cắn thì có thể gây liệt cơ hô hấp mà diễn biến nhanh, cho nên là nếu mà không quá mất thời gian thì mình có thể chuyển bệnh nhân sớm.